Rồi, xin chào các bạn. Thì những người mà đang xài iPhone lock hiện nay đều có một cái nỗi lo chung, đó chính là bị cái hiện tượng bị lock khi mà lên cái phiên bản iOS 11. Thì bây giờ cái nỗi lo đó sẽ không còn nữa khi mà mình đang tại cửa hàng là Smart Mobile và trên tay của mình đang là một cái miếng sim ghép phiên bản mới, nó gọi là nó thần thánh hơn, bởi vì nó sẽ giúp bạn là bỏ được cái vấn đề trên. Thì đây là cái miếng sim ghép, thì mình thấy nó ghi là nó đến từ cái trang là ghép sim phone iphone.vn, và mặt sau đây là cái miếng sim ghép. Thì nó ghi là một số những thông tin như là hỗ trợ tất cả các phiên bản iOS dành cho iPhone từ 4S trở lên và tất cả các loại sim trên thế giới. Thì đại khái quảng cáo là như vậy. Thì hiện tại là Max Mobile đang bán cái miếng sim ghép này, giá của nó khoảng là 350.000. Thì mình nghe nói là cái giá này nó sẽ xuống nữa, bởi vì là hiện tại là cái miếng sim ghép nó còn đang bị hạn chế về số lượng. Ok, thì đó là sơ bộ về cái miếng sim ghép. Bây giờ mình sẽ tiến hành demo thử trực tiếp ngay tại shop cho mọi người xem luôn, coi là cái miếng sim ghép này nó sẽ mang đến một cái chất lượng hiệu quả như thế nào. Thì trên tay của mình đây là cái chiếc iPhone 6 hàng lock của Mỹ, và đến từ nhà mạng là Jackphone, một cái mạng rất là lạ ha. Thông thường bạn thường nghe những nhà mạng như là AT&T nè hay là Sprint gì đó, còn đây là dạng Jackphone. Để mình xem coi là với những cái nhà mạng mà nó khó hơn thì liệu cái chiếc sim ghép này nó có vượt bậc hay không. Và thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho một cái anh bên kỹ thuật của Max Mobile để mô trực tiếp cho bạn xem luôn. Thì đầu tiên là bạn thấy là anh nhân viên sẽ bỏ cái miếng sim ghép lên trước, xin lỗi bạn cái miếng sim ghép lên trước, sau đó anh sẽ nhét cái sim vào. Thì mình sẽ thử lần lượt luôn cả sim 3G và sim 4G để xem coi là nó sẽ hiệu quả ra sao. Thì mình thấy đầu tiên là mình sẽ mở cái barcode trước. Hiện tại mình thấy là từ cái nô sim nè, đây là nô sim ha. Ok, mình nhấn vào nó sẽ xuất hiện một cái hình lạc ti dăng ra. Đấy, rồi mình sẽ làm từng bước cho bạn xem. Và mình sẽ chờ một khoảng vài phút. Đấy. Rồi, người ta nói để chờ là hạnh phúc, nhưng mình sẽ phải chờ. Rồi, chờ. Bạn thấy là cái thời gian nó là đến khoảng chừng 10 giây thôi. Rồi, em mới xịt. Thì bạn thấy là cái thao tác mà sau một con một thăng nó vẫn vào bình thường. Đây, đây là cái số tài khoản, số tiền còn dư. Đấy. Bạn thấy là trên cái thanh sóng nó xuất hiện nhà mạng là VN Mobifone. Bình thường bằng ha. Rồi, 900. Đấy. Rồi. Thì mình thấy rõ ràng là cái miếng sim ghép này bạn có thể tra được sau một thăng và nhiều những cái thông tin khác. Bây giờ mình sẽ thử tiến hành là dùng một cái miếng sim khác. Hồi nãy là sim 3G đúng không anh? Rồi, là sim 4G hả? Rồi bây giờ mình sẽ thử là dùng sim 3G. Đấy, thì nếu bạn nào đang có ý định là ví dụ bạn đang xài sim Mobi, bạn muốn nhớ qua sim Viettel thì mình đang làm thoáng cho bạn xem luôn. Đó, bạn gắn vào. Sau đó nó sẽ mình chờ xíu ha. Rồi, chờ xíu nó sẽ văng ra một cái đặc ti. Lát hồi mình sẽ thử luôn coi là khi mà gắn cái sim 4G vào á nó có thể lên được mạng hay không. Mình sẽ thử luôn. Này. Đó. No service server rồi. Mình thấy lâu dần nó sẽ lên sóng Viettel. Sóng sánh lên ok các kiểu. Mình sẽ tiến hành tra. Đấy. Tắt wifi đây rồi ha. Đấy, và mình đang vào cái mục là bật cái 4G lên. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thẻ xuất hiện đây 3G. Ok, xong bây giờ sẽ thử lên mạng ha, coi là nó có ok hay không. Đó, như bạn có thấy là đã vào được bình thường, không hề bị bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Như vậy mình đã demo thử cho bạn xem xong về chiếc iPhone 6 hàng lock của Mỹ, đó là đến từ nhà mạng là Jackphone. Thì mình đang vào cái mục cài đặt cho bạn xem ha. Mình thấy là hiện tại nó ghi tên mã của nó là MW422, một cái nhà mạng con của Mỹ, Jackphone. Thì cái máy mình đang làm demo cho bạn xem đó là bản 10.3.3. Bây giờ mình sẽ thử chuyển sang một cái chiếc iPhone khác đang chạy cái bản là iOS 11 để xem coi là cái sim ghép nó có hoạt động ổn định hay không. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái mục cài đặt cho bạn xem ha. Đây là chiếc iPhone 6 Plus và hiện tại đang chạy cái bản là 11.0.3, mình sẽ bật lên xem. À, 11.0.3. Và đây là cái nhà mạng máy gì vậy anh? Screen, à, screen của Mỹ. Của Mỹ. Xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác là lắp cái sim ghép thần thánh vào. Nhắc lại ha, thì cái sim ghép này là bên Max Mobile đang bán mức giá là 350.000 và sẽ còn giảm giá nữa khi mà hàng về số lượng lớn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái miếng sim ghép vào trước. Đấy, bỏ sim ghép vào trước. Rồi, bỏ vào. Đó, sau đó nhét vào đây. Thì sau khi nhét vào xong á, bạn sẽ thấy là nó sẽ văng ra cái mình đặt đi. Mình chờ ha. Mình sẽ phải chờ. Rồi, mình thấy là khi gắn vào là nó đã vào ngay luôn. Cái mình teo luôn, không có bị văng ra cái mình đặt đi.
Rồi bây giờ mình sẽ thử tiến hành một số những thao tác như là tra 101 hay là những cái linh tinh như là lên mạng luôn. Mình sẽ lên mạng luôn ha. Đây. Đây thấy là đã xem được cái số tiền lợi gốc là còn có 6 đồng, quá giàu. Rồi bây giờ mình sẽ vào internet 4G. Rồi, mình vừa mới gắn một cái sim khác vào để mà lên 4G và xem hồi nãy sim nó hết tiền, bây giờ mình sẽ làm lại. Thì mình thấy là đây VMobifone 3G lên bằng 3G ha, chứ không phải là Wi-Fi, lên rất là nhanh bình thường luôn, không bị hết. Mình sẽ vào cái trang khác. Đây. Plus Mobile. Đấy, thấy không? Rất là nhanh luôn. Ok, như vậy mình đã cho bạn xem xong về cái chất lượng mà cái miếng sim ghép phiên bản mới nó mang lại như thế nào, thì mức giá bán là 350 tại Max Mobile. Thì bạn nào mà đang xài mà iPhone lock mà luôn nó muốn mở khóa thì việc qua đây mà nhân viên sẽ gọi là chăm sóc tận tình và chu đáo. Rồi, xin chào các bạn.